Ngày 25 tháng 11, ông Huỳnh Chí Quanh, trưởng ban dân vận thành ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc đã đến thăm hỏi động viên các gia đình bị hỏa hoạn tại khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Quân. Tại nơi đến thăm, ông Huỳnh Chí Quanh, trưởng ban dân vận thành ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc gửi lời thăm hỏi động viên và chia buồn các gia đình bị hỏa hoạn và trao tặng hỗ trợ cho các gia đình, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương giúp đỡ, hỗ trợ cho các gia đình sớm ổn định cuộc sống. Trước đó, vào lúc 9 giờ 25 phút ngày 25 tháng 11 năm 2023, tại tổ 14 khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Quân, đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại nhà anh Dương Văn E, làm cháy toàn bộ căn nhà và cháy xém hai căn nhà liền kề, ước tính tổng thiệt hại trên 250 triệu đồng. Vụ việc cháy nhà đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.